truyền hình SCTV6 phim 360 hoàn toàn mới. Là anh em chúng tôi những người chiến sĩ, vô trong quân ngũ đồng đội như người thân. Dù biết lúc mới quen vẫn còn nhiều bỡ ngỡ, giờ đây khi gắn bó với nhau sẽ giúp đỡ nhau cùng. Sao cậu lại nhận cái đúng cái phần việc khó nhất đấy nhỉ? Vừa nhiều cỏ, cống thì tắc. Mà... Ủa ôi, dài phết, cả km chứ đi đâu. Thì mình là người đại diện cho đơn vị, đi giúp nhân dân. Những cái việc khó nhất, phải sắn tay lên mà làm chứ. Đúng rồi đấy. Tớ nghĩ là nếu mà cố gắng hết sức thì vẫn có thể xong được. Mà thôi, cố gắng lên các cậu. Trương, gì đấy? Tổ ong kìa. Ui, ui, cẩn thận nó mà đốt, cậu không chạy được đâu. À, ông có vẽ loại này mà đốt thì sững phải bằng cái chén đấy. Ui rồi, này tớ chùa chỗ đấy lại nhá. Tớ nghĩ thế đấy. Ui trời. Ê, này, chi đoàn cử thêm người cho anh em mình kìa. Ơ, tôi tưởng là đại diện đoàn thanh niên làm phía bên kia cơ mày. Ừ, quan trọng cái gì, càng thêm người anh em càng xong sớm. Chán gì. Thế cũng hay đấy. Chào đồng chí. Anh gọi em à? Đúng vậy, tôi nhắc nhở đồng chí. Chúng tôi đã làm được 30 phút. Thanh niên như đồng chí là hơi bị chậm trễ đấy nhá. Thôi, cuối của đồng chí đây, làm đi. Nhưng... anh là... quên, chưa giới thiệu. Tôi đồng chí Trường, đồng chí Tâm, đồng chí Kiệt. Rồi đây, đồng chí làm đi. Nhưng em đang phải đi sang bên kia ạ. Ê, đồng chí cứ bình tĩnh. Đồng chí không thấy bên kia đã quá đông rồi. Mà quốc bên đấy không thể sắc bằng bên này được. Thôi, đồng chí cứ ở đây. Chúng tôi có 3 người, hãy hỗ trợ chúng tôi nhé. Đồng chí tao không nhanh nhẹn lên. Vâng, thôi để em làm ạ. Dừng lại. Chào bác ạ. Các cậu làm cái gì ở đây đấy? Dạ, chúng cháu đang khai thông cống rãnh cho làng mình để chống ngập lụt bác ạ. Ai cho các cậu làm? Dạ, chúng cháu là đoàn thanh niên đang xây dựng nông thôn mới. Bọn cháu đến đây để hỗ trợ bác ạ. Dạ đúng rồi bác ạ. Bọn cháu không chỉ dọn dẹp cỏ dại dưới này đâu, mà sẽ trồng thêm cả hai hàng hoa hai bên này nữa. Rất là đẹp bác ạ. Xấu đẹp không quan tâm nhá. Mà các cậu làm đâu thì làm, không được làm cái đoạn đất qua nhà tôi nhá. Cỏ ngập lụt mặc không sao cả nhá. Bác ơi, các anh bộ đội đã phải dành cả ngày nghỉ đến giúp làm mình. Bác để cho chúng cháu làm cho kịp ạ. Ngân con ông Ngân phải không? Dạ vâng, cháu Ngân đây ạ. Kể cả bố cô là chủ tịch xã, tôi cũng không đồng ý cho làm qua đất nhà tôi nhá. Dạ nhưng bác ơi, chúng cháu làm đoạn đường cả làng nhà mình mà lại không làm qua nhà bác thì không đạt hiệu quả đâu ạ. Tôi không quan tâm. Thế nhá. Không được làm nữa. Bác ơi, nếu như mà bác không đồng ý thì thôi, chúng cháu sẽ để lại ạ. Rồi. Các anh thông cảm. Bác là người khó tính nhất trong xóm, không tham gia sinh hoạt đoàn thể bao giờ. Bác ý bảo đường làng chạy qua cổng nhà bác ý là của nhà bác ý, nên mới không cho chúng ta động vào. Bác ấy lớn tuổi, cho nên chúng ta không thể ở đây mà đôi co được. Tôi nghĩ là cứ phải từ từ.
tìm cách thuyết phục cho hợp lý. Nghỉ tay nữa đã đồng chí ơi. Chưa. Mời đồng chí. Em cảm ơn. Ơ, chị Ngân. Em tưởng hôm nay chị trực ở trạm xá cơ mà. Ơ, sao lại trực trạm xá? Thì chị Ngân là y tá mà. Ủa? Thế cô ấy không phải là đoàn viên được cử đi lao động ngày hôm nay à? Dạ, không phải ạ. Em đang trên đường đi trực thì các anh chặn lại và em làm cỏ còn gì nữa à? Ồ, thế là bọn mình hiểu nhầm, làm lỡ mất việc của Ngân rồi. Không sao đâu ạ. Trong lúc làm cùng các anh, em đã nhờ người trực hộ rồi ạ. Ồ, thế thì may quá. Ngại quá. Xin lỗi Ngân nhá. Tại tôi chặn Ngân lại. Mà sao Ngân không nói luôn? À, lúc đó nhìn mặt anh nghiêm khắc quá. Cứ bảo em làm đi làm đi. Nên em đành phải nghe theo thôi ạ. Nghiêm khắc. Cậu mà cũng bắt nạt được người khác rồi đấy. À, nhưng không sao đâu các anh ạ. À, giúp các anh cũng làm việc tốt mà. Này uống nước đi. Này. Này, 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 Tâm, 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 Tâm. Kia có phải chú tổ không? Kia. Thôi. Thằng mẹ. Chạy đi. Chạy ra ngoài ra. Chạy ra. Hóa ra là con ong này đốt chỉ xương xương gì thôi, chứ không đến nỗi to bằng cái chén. Hả? Sao lại đánh tớ? Tớ đang đau chết thì được cậu còn đùa được à? Hả? Ừ, thì thôi, tớ cũng đùa nữa, làm gì đâu mà. Em đã bôi thuốc, chắc sẽ hết đau nhanh thôi. Nhưng mà vết xương này, chắc phải mai mới hết đấy. Ừ. Đấy nhá. May cho cậu ấy là hôm nay có cô y tá ở đây này, chứ không ấy thì cậu... À Tâm, nhà bé sao rồi? Tớ vừa đưa cháu bé về rồi. May mày không bị ong đốt. À, may quá. Đốt làm sao được đứa này? Tớ ở đấy, nó đốt tớ. Đốt đâu đứa bé đấy. Đấy, người lớn mình còn đau như thế. Nói thật nhá. Hôm nay, tớ rất nể cậu. Tại bình thường cậu nhát gan lắm cơ mà. Sao hôm nay nhanh chân ấy? Ôi giời, tớ sợ ở giờ đến được ấy. Đã qua là... Tôi không muốn lũ ong đốt đứa trẻ đấy thôi. Được, tốt lắm. Thế các chú ngồi đâu hoàn toàn? Chỗ này phải không? Không ngồi ngồi này ạ. Ơ, bác ạ. Chào các cậu. Thế cậu có phải là chú bộ đội cứu cháu tôi thoát khỏi tổ ong không? Dạ vâng ạ. Nhưng mà... À, đây là cháu của bác ạ. Ừ, thằng cháu nội của tôi đấy. Hôm nay mà không có cậu, không có các cậu nữa thì thằng cháu tôi đã nằm viện mất rồi. Có gì đâu ạ? Bác ơi, không có gì đâu ạ. Cháu nghĩ trong tình huống đấy đồng chí nào cũng làm như vậy thôi ạ. Thôi, cũng là tại bác. Trước đây xóm hô hào phát quang làm cho nó sạch sẽ thì bác can ngăn, bác không cho làm. Bây giờ thì nó rậm rạp quá, hết muỗi rồi lại ong nữa. Thôi, bác đồng ý làm. Bác về bác lấy dụng cụ ra làm với các cậu nhé. Ờ, bác ơi. À, mấy việc này bác cứ để chúng cháu tự xử lý ạ. Dạ, đúng rồi đấy ạ. Thanh niên bọn cháu sức dài vai rộng, để bọn cháu làm cho bác ạ. Ôi, thế thì quý quá. Bác có ít cây nhà lá vườn đây nhá. Biếu các cậu. Dạ, giúp bác một cái nhá. Dạ, cảm ơn bác ạ. Ừ. Con cảm ơn các chú ạ. Chào. Chào con nhé. Rồi, cảm ơn. Chào cháu ạ. Các anh dân vận khéo thật đấy. Bác còn cho cả quà này. Công to nhất mà không ăn được. Cậu không ăn được à? Thế thì bọn tớ ăn. Ủa cái bọn này. Em này. Bọn ạ. Ừ.